Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay chúng ta đang đến với cái sự kiện vô cùng hấp dẫn luôn các bạn ha. Hiện tại thì anh em mình đang cố gắng làm nhiệm vụ để kiếm điểm quậy banh cái sự kiện này. Wow, ở đây chúng ta sẽ nhận được thêm 5 viên game nha. Nhiệm vụ ở đây kêu chúng ta cần phải cho rồng yêu nhau. Ở đây thì chúng ta cần phải thu hoạch 10.000 thức ăn và một trong khu vực West nha. Rồi, ở đây thì đá cái nhiệm vụ này đi các bạn ơi. Ui chà, đá một cái tốn 5 viên game. Khu vực list cần 2 trận. Rồi ok, vào khu vực list giải quyết vấn đề luôn. Hiện tại thì mình đang để dành vàng. Mình đang để dành vàng cho để cho chúng ta có thể nâng cấp cái nhà này lên. Mình còn thiếu 500 nữa nha. Đó. Đây, chúng ta còn thiếu 500 nữa. Mình đã được 4 triệu rưỡi rồi. Cổ lên. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực list, nhưng mà khu vực list thì hiện tại đang tốn tới 6 viên game mới có thể đại chiến tiếp các bạn à. Ca này có bộ khó quá, chắc mình bỏ qua ha. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ dễ hơn một chút, đó chính là cái nhiệm vụ khu vực west. Rồi, đây. Đây là nhiệm vụ của khu vực west. À ha, anh em chúng ta có thể đại chiến để kiếm thêm điểm coin nữa nè. Ngon lành nha. Bây giờ thì cho đẳng cấp đó là Legend Daisy các bạn ơi. Bé này hệ nước và sức mạnh thì không phải dạng vừa đâu. Một mình thành viên này đủ sức cân ba chỉ với tốc độ bàn thờ luôn. Horacio dứt điểm được rồi. Ngon lành. Victory ha. Tiếp theo thì mình sẽ đi ghẹo ai nữa đây? À, mình sẽ ghẹo cái thành viên này. Tới luôn. Khu vực này gồm có những thành viên khá là bình thường. Ồ, chữ thì đã lên tới chữ C cộng rồi à. Thành viên này chúng ta luyện cũng khá là nhanh đó ha. À, mình cũng cố gắng cày cho nó lên để nó sớm lên được cái chữ A cộng để cho nó có thể gánh được cái tem các bạn ơi. Chứ hiện tại mà tem chúng ta không có người gánh luôn. Wow, qua được bậc mới chúng ta nhận thêm một cái con rồng giấy. Rồng này là rồng giấy nha các bạn. Em tiếp theo sẽ là em đẳng cấp ER. Wow. Chiến nhiệt. À quên. Thời ơi, chúng ta không có nên hốt để dành làm nhiệm vụ chứ hả. Thiệt là đáng lòng quá đi. Rồi, bật cái chế độ sinh tồn lên và cho em ấy thể hiện khả năng của mình nào. HNT, bé này hệ nước. Mình đặt tên cho nó là bé nước luôn. Đồ. Dứt điểm. Vẫn chưa chịu lên chữ luôn các bạn ơi. Cộng 300 điểm. 300 điểm kinh nghiệm. Rồi, ra ngoài đây thì anh em chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi nè. À, bây giờ tới nhiệm vụ thu 90k vàng. Oh my god, 90k vàng các bạn. Rồi, từ từ thôi chứ biết sao bây giờ. Ha, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái sự kiện này luôn đi ha. Đang có được 25 điểm. Quậy nhẹ một cái nào. Rồi. Đây, anh em mình sẽ có một cái đường ngang tuyệt đẹp. Số điểm hiện tại chúng ta đang còn thiếu. Mình đang cần những quả chuối kể cả quả chuối và cà các bạn ơi. Đây, ba trái chuối. Còn cà thì vẫn rất cần thiết luôn. Wow, cái này mình cần xuống một bậc. Đúng khó luôn nè. Tìm thử nhưng mà không có cái cách nào hết. Đây rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng có được một ngôi sao 5 cánh. Mình đang thiếu chuối cho nên mình sẽ ưu tiên kiếm những quả chuối về. Đâu rồi, chúng ta sẽ ưu tiên kiếm những quả chuối về nha. Ok. Rồi, lượm hết tất cả những quả chuối trên bản đồ. Và anh em mình đã lên được một bậc mới, level 8. Sắp hốt được cái con cấp E này về nhà rồi các bạn ơi. Cảm giác như thế nào đây? Rồi, ở đây thì nếu như mà chỗ này mình làm mất được cái này thì ngon lành quá. À ha. Không có cách nào luôn sao? À được các bạn ơi, được. Đây. Chúng ta sẽ cho cái này xuống phát. Đúng rồi, tạo ra được một ngôi sao 5 cánh. Yeah. Ngon lành. Rồi, ở đây thì chuối hơi bị nhiều nè. Gom tất cả những quả chuối của chúng ta lại xem nào. Rồi, 70/79. Con số đang khá là cân bằng rồi chứ hả.
còn được 7 điểm. Nói sơ thì chúng ta sẽ thu hoạch cái 4 trước đi ha. Đó. Ok. Rồi. Một đường ngang. Ở đây thì chắc có lẽ là mình hốt một đường ngang đi ha. Đó. Sau đó chúng ta lấy một cái đường đứng nữa. Tuyệt vời chưa? Mình đang còn được có 2 điểm mà không còn nhiều. Hoặc là có bao nhiêu thì quậy bấy nhiêu đi ha. Ok. Cà. Chuối. Hết điểm. Ok, hết điểm đi chơi rồi. Mình đang nằm ở level 8 và chúng ta gần hốt được cái thành viên này rồi các bạn ơi. Ở đây thì nhiệm vụ còn thu vàng với khu vực list. À rồi. Bây giờ thì những con rồng yêu nhau ha. Anh em chúng ta sẽ cho hai bé này yêu nhau tiếp coi. Vẫn không ra được cái bé gấu. Mình đã cho like rất nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn không ra được bé gấu các bạn ơi. Được rồi, cái hòn đảo có khi nào nó bán giảm giá 50% không nhỉ? Vẫn 100%, không có tiền. Đang nghèo gớt mùng tơi luôn mà. Nó bán mắc quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tới cái khu vực arena để quậy một chút xíu cho vui. Cái khu vực này thì anh em chúng ta cần mang những cái con hơi bị VIP ra nha. Wow. Đây là ba thành viên đẳng cấp legend của mình. Mấy cái con này nó mạnh hơn mình quá, cho nên chúng ta phải kiếm những cái con mà nó dưới mình chút xíu đi, dễ chiến hơn. Chứ quánh mà thua thì thiệt là buồn lắm man. Rồi, 30% nè. Wow, bé heo hoang dã của mình cũng cứng cáp lắm chứ. Tuyệt chiêu đến từ Ruby. Gọi là Ruby 7 màu nha các bạn. Wow, tuyệt chiêu đang được tăng gấp đôi nhưng mà mình không dám cho nó ra luôn á. Và đây là 5002. Rồi, pha khèo nhẹ đến từ thành viên nước cơn sóng Tsunami. Wow. Và đây là anh bạn Rosie. Ồ, chà con này nó hình như nó đam với mình hay sao ấy. Hơi căng luôn. What? Nó đam tắt thở luôn chứ không gọi là. Ơi, không nghĩ là cái con này nó lại lợi hại đến vậy luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Mobile thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình nha. Ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ thay đổi một xíu cho con Legend này vào. Em cấp E này cho nó ra ngoài đi. Ui, cho 26. Người ta lên 26, còn mình mới 25. Thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ nhường đi ha. Chứ đội hình này thì tình quấn nhiều khi không lợi luôn á. Đây. Nếu như mà mình hy sinh rồng nhiều quá, chúng ta sẽ không có những cái bé dragon để có thể đại chiến với những cái thành viên của team bạn. Cho nên mình còn phải giữ gìn lực lượng nha. Level 25 và đạt được chữ A. Chữ A rồi. Trời ơi. Gần maximum rồi. Wow, ca này hơi khó đây. Rồi, cũng được 9.300 ha. Oh my god, con này nó mạnh dữ vậy. Nhưng mà mình cũng không phải dạng vừa rồi. 17.000, ca này hơi khó. Thiệt tình là hơi bị khó luôn. 11, ok. Đây. Hai thành viên này sẽ mạnh hơn một chút. 13.000. Quýnh về cho nó chắc các bạn ơi. Rất là hồi hộp luôn vì team của mình nó còn có chút xíu nữa là chúng ta bị ăn hiếp rồi. À và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có clan có thể nạp đơn vào clan HNT Channel VN nha. Đây mình sẽ ra cho các bạn xem cái clan nhỏ bé của mình. À, biểu tượng là siêu anh hùng nha các bạn. Đây. Wow, ở đây thì chúng ta đang có mình đang nằm ở level 5 rồi nè. Đây chúng ta nằm ở level 5 và anh em vào thì cũng đây, những thành viên vào cũng chịu cày lắm. Bé Cutia. Rất là đáng yêu luôn. Rồi, mà sao các bạn này Thái Sơn Dương sao điểm thấp vậy ta? Bạn này không có chơi hả? Bạn này không có chơi thì mình đá đít bạn ra nha. Đây. Rồi. Bây giờ thì chúng ta ngó sơ thử xem nào. Mình đang còn trống bao nhiêu chỗ ta? Mình đang còn trống là rồi mất tiêu rồi. À, có một thành viên gọi là fan của Vũ Lít. Ok, headset cho bạn ấy vào luôn. Người Việt Nam là ưu tiên nha. Ở thành viên của mình hiện tại là bao nhiêu trên bao nhiêu vậy ta?
nhiêu trên bao nhiêu vậy? Mình không biết luôn á. Ok, chúng ta gần lên đạt được cái đỉnh rồi nè. Còn một ngày 6 giờ nữa nên anh em tranh thủ nha. Nhiệm vụ đó là like những cái bé rồng. Còn HNT thì đang nằm ở vị trí hạng 4 luôn. Thành viên này leo trên mình luôn. Phạm Manh ha. Rồi, bây giờ thì ghé thăm những anh bạn của chúng ta cái nào. Đây. Xin chào mọi người và thành viên của chúng ta ở đây trao đổi với nhau rất là nhiệt tình luôn nè. Trao đổi mảnh heroic luôn. Đó. Đây, những anh bạn rất là tuyệt vời. À, anh em nào muốn vào gia đình của HNT thì cứ việc nạp đơn nha. Mình nhớ là cũng còn dài nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sau đây nó không có báo nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài quậy một chút xíu nha. Đây. 28, 23, 25. Rồi. Nhiệm vụ hiện tại đó là like những quả trứng nha các bạn. Các bạn chỉ cần cho hai con rồng yêu nhau thôi là nó sẽ ra. Bây giờ thì ui chà, mới vào thôi. Bạn này khèo một cái mình muốn hết cây luôn vậy đó. Cắn cây luôn các bạn thấy không? Rất là lợi và hại luôn. Tuyệt của mèo lộn tuyệt chiêu. Rồi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Thành viên này level 23 nè. Cannon Ben 16.000. Bạn này cũng chữ A rồi. Trời ơi, toàn là hàng dữ không. Nguy hiểm chết sâu. Ui trời, chết luôn rồi. Chữ sâu gì nữa. Sâu xé gì nữa. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có biết làm nhiệm vụ cuộc đua Heroic hay là nhiệm vụ về những cái nhiệm vụ trong game này thì các bạn có thể truy cập vào trang web hntchannel.com. Ở đây thì mình có những cái video rất là thú vị về cái tựa game Dragon City cũng như là rất nhiều tựa game khác nha. Rồi, và đây là trang web chính thức của mình luôn, tổng hợp những cái bài viết mình chia sẻ kiến thức để chơi những cái tựa game. Rồi, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Wow, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.